Như vậy cái vấn đề này thì chắc là các đồng nghiệp đảm biết nhiều, tức là tiền đạo theo đường gì. Thế như vậy tôi lấy định nghĩa của E-Day năm 2020 đó là gì? Là dành từ dùng cho những người có một nồng độ glucose máu chưa đạt tiêu chí chẩn đoán đái tháo đường nhưng cao hơn so với người bình thường. Thì như vậy chúng ta biết là cái tiêu chuẩn này đó là gì? Tức là đường máu lúc đó từ 100 đến 125 tương đương với 5,6 đến 6,9. HB1C từ 5,7 đến 6,4 và đường máu sau nhập vào chúng đạo glucose 2 giờ là từ 140 đến 199 tức là tương đương 7,8 đến 11,1. Như vậy trong đái tháo đường type 1 thì chúng ta thấy cũng có tiền đái đường nhưng mà sự thực là họ bỏ qua là bởi vì cái giai đoạn 2 của cái đái tháo đường type 1 thì là cũng có một giai đoạn giống như tiền đái đường nhưng vì thời gian nó quá nhanh do đó là người ta bỏ qua. Và đây là một cái điều vấn đề mà chúng ta cần trăn trở là vì theo cái đái của cái hiệp hội IDF thì như vậy trên thế giới hiện nay năm 2019 là có 463 triệu người nhưng mà trong khi đó là nói rằng là tiền đái đường chỉ có 373 triệu người như vậy chúng ta thấy vô lý. Đây là cái điều vô lý hết sức là bởi lại như thế nào là vì chúng ta biết là cái đái tháo đường type 2 là chẳng qua phân nổ tăng bằng của tiền đái đường như vậy tiền đái đường không thể thấp hơn đái tháo đường. Và đây là cái điều chúng ta cần lưu ý và chính vì vậy một số điều tra về cái kiểm tra sức khỏe những điều quốc gia của Hoa Kỳ thì như vậy cho thấy là cái tiền đái đường trên thế giới hiện nay có thể đến 950 triệu rồi và cái điều hết sức chúng ta cần lưu ý. Và tại Việt Nam như thế nào cũng theo tài liệu IDF thì như vậy cái mắc đái tháo đường là năm 2019 là 3,8 nhưng mà tiền đái đường là 3,8 như vậy chúng ta thấy thể rất phù hợp. Và những cái nghiên cứu của chúng tôi từ năm 2004 như vậy 16 năm thì chúng tôi nhận thấy cái tỷ lệ tiền đái đường rất nhiều đa dạng mà ít nhất cũng phải 15% dân số trở lên. Như vậy dân số Việt Nam vào năm 2018 là 95 triệu người thì thử hỏi cái tiền đái đường là bao nhiêu. Đây là những cái nghiên cứu và ở đây chúng ta có thêm một yếu tố nguy cơ mà chúng ta nghiên cứu đó là gì? Hai đối tượng đó là đối tượng bệnh nhân gan nhiễm mỡ tiền đái đường hầu như là gần 100%. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng ăn trường chay là cái tiền đái đường gần đến gần 30%. Đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý trong cuộc sống hàng ngày. Và vì sao như thế là vì người ta thấy có những khuyến cáo nếu anh dựa vào HbA1c, dựa vào đường máu lúc đó, dựa vào việc phải làm glucose nó sẽ thay đổi vô cùng, thay đổi hàng ngày và thay đổi tiếp theo phòng xét nghiệm. Và một điều quan trọng nhất là một số đề xuất như Israel đề nghị là đường máu lúc đó bây giờ thấp hơn, G1 cũng thấp hơn nữa. Và chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều cái thông tin mà để khảo sát đường máu. Bây giờ người ta đưa tiếp tục đưa fructosamine vào, đưa 1-5-AG vào. Ở đây thì dàn hay cái đề xuất vấn đề này. Thế như vậy chúng ta thấy là vấn đề cái tỷ lệ như vậy nó có thay đổi. Bây giờ cái cơ chế như thế nào? Thì đầu tiên hết chúng ta biết khi nồng độ đường mà dưới 5.5 thì như vậy là hầu như tế bào tự tủy yên nghỉ. Nhưng mà khi trên 5.5 thì như vậy chúng ta thấy bắt đầu là có hiện tượng tăng tiết insulin. Và khi insulin là tiết thì như vậy nó sẽ kích thích một cái hệ thống tạo tín hiệu để đưa những hệ thống vận chuyển glucose kéo đường vào. Thì như vậy trong tiền đái tháo đường phân lớn những người béo phì thì đây là những cái adipocytokine mà rất nhiều đồng nghiệp ở trong học viện chúng ta đang hướng dẫn cho nhiều học trò. Thì như vậy cái adipocytokine này nó là ức chế. Và ức chế như thế nào thì làm cho insulin không tác dụng được. Như vậy glucose tăng lên thì như vậy insulin nó tiếp tục tăng tiết lên tiết mà chúng ta gọi là kháng insulin, cường insulin. Đây là cái điều rất quan trọng. Và đây là cái cơ chế của cái tiền đái tháo đường đó là gì? Tức là lúc đầu tăng tiết, sau đó nó bắt đầu giảm tiết và khi giảm tiết đó bắt đầu tăng đường máu. Và người ta thấy là ở ngay giai đoạn tiền đái đường thì 40% tế bào beta đã bị suy kiệt. Đây là một cái đáng báo động. Và khi qua xuất hiện đái tháo đường như vậy, trên 60% tế bào beta đã bị tổn thương. Thì đây là những cái chúng ta cần lưu ý. Và đây là cái điều biểu hiện chúng ta thấy ở trong giai đoạn cái tiền đái đường như vậy có sự tăng và sau đó chúng ta thấy cái insulin bắt đầu giảm. Và có hai vấn đề lớn như vậy: kháng insulin tài gan, kháng insulin tài cơ. Cái điều này rất quan trọng. Nếu chúng ta không để ý điều này thì chúng ta sẽ điều trị rất là một cách là mắc tính chất cảm tính. Như vậy chúng ta thấy có hai vấn đề lớn đó là kháng insulin tài gan và kháng insulin tài cơ. Và chính vì vậy người ta có hai thể, người ta gọi là thể kháng insulin tài gan, tức là người đái tháo đường tăng đường máu, rối loạn đường máu lúc đó. Một loại thứ hai nữa là gì? Đó là rối loạn đường máu sau ăn, G2, tức là liên quan đến cơ. Thì đây chúng ta phải có hai cái tiếp tiền đái đường, cái đây là hết sức quan trọng. Và chính vì vậy người ta chia làm hai nhóm. Nếu những người mà nam trẻ
có rồi là nghĩ quyền báo thì thường thường họ bị đề kháng tại gan, mà trái lại những người lớn tuổi già là thường thường là đề kháng tại cơ. Thế như vậy những người lớn tuổi thường thường bị tăng C2, mà người trẻ thường tăng C0, và tất nhiên là và đây là cái điều mà chúng ta cần hết sức lưu ý. Và chính vì vậy là cái vấn đề sử dụng thuốc, tại sao chúng ta dùng người đã thường hai, có người dùng metformin hiệu quả, có người dùng metformin không hiệu quả, chính cái C0 và C2 này cái hết sức quan trọng. Bây giờ sàng lọc như thế nào? Thì đây là cái sàng lọc này thì tôi xin qua là vì trong được cái Bộ Y tế của chúng ta là sẽ có những cái sàng lọc như thế nào. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là chúng ta sàng lọc cho trẻ. Bây giờ đến thế giới người ta đặt ra vấn đề những trẻ bắt đầu 10 tuổi có nguy cơ rồi. Như vậy chúng ta phải cần quan tâm đến các con chúng ta. Vấn đề dinh dưỡng, vấn đề của chúng ta thấy nhà trẻ rất nhiều trẻ em béo phì, mà ở Nhật người ta làm cách đây 20 năm. Như vậy đây là chúng ta thấy cái sàng lọc. Cái sàng lọc cho trẻ em hiện nay chúng ta hầu như chưa để ý. Và đây là những hình ảnh những trẻ em có những dấu hiệu này, là đây những dấu hiệu người ta gọi chứng gai đen, tức là chúng ta quan sát con cái chúng ta xuất hiện những dấu hiệu này thì đây là những dấu hiệu mà chúng ta cần lưu ý. Một cái nữa là chúng ta thấy là hình ảnh của những cái buồng trứng đa năng của các em ăn phiền vậy thì đây là những cái mà chúng ta phải cần quan tâm cho các em. Bây giờ tiền đái tháo đường tại sao chúng ta quan tâm? Cái quan tâm nhất là vì tiếng tiền nó sẽ chuyển qua cái đái tháo đường, tiền ở đái tháo đường sẽ chuyển qua tiền đái đường. Và người ta thấy nếu những cái người mà hạt vitamin C từ 5,7 đến 6 thì như vậy mỗi năm có thể được 5%, mà hạt vitamin C từ 6,1 đến 6,4 nó chiếm tiền mỗi năm đến 10%. Đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Và chúng ta thấy sau 10 năm hầu như trên 5% bệnh nhân tiền đái đường chuyển qua cái đái tháo đường. Và cái vấn đề này thì là chúng ta thấy nó sẽ tiến triển theo tùy đó, như vậy. Vậy như vậy chúng ta thấy khi mà xuất hiện đái tháo đường tức là bệnh nhân tế bào beta đã suy kiệt, đã suy giảm. Một vấn đề quan trọng nữa là vì sao nó suy kiệt? Là vì chúng ta biết là cái tế bào beta nó đã bị rất nhiều thứ, mà trong đó là gì? Vấn đề tăng đường máu, vấn đề tăng lipid máu, đặc biệt là axit béo. Một cái nữa nó tăng vấn đề insulin. Như vậy ba cái yếu tố này trong tiền đại đường đã làm cho tế bào beta đã suy kiệt. Chính vì vậy vì sao chúng ta điều trị tiền đại đường là chúng ta ngăn cản kháng insulin, ngăn cản nhiễm độc lipid và ngăn cản cái tăng đường máu. Đó là vấn đề quan trọng. Và đây như vậy chúng ta thấy tế bào beta nó sẽ mất chức năng apoptosis và để mất sự việt hóa. Và nặng thứ vấn đề thứ hai là tại sao chúng ta quan tâm tiền đại đường? Thì vì ngay trong tiền đại đường đã có 50% bệnh nhân cần biến chứng tim mạch. Và chúng ta thấy khi tăng insulin thì như vậy chúng ta thấy gì? Nó tăng tái hấp thu muối và nước làm tăng huyết áp và dẫn đến cái gì? Một phi đại cơ tim. Như vậy cái tình trạng phi đại cơ tim của bệnh nhân từ ngay giai đoạn tiền đại đường và do chính insulin, cho cái cường insulin. Và một trong những cái mà người ta thấy là bệnh cơ tim đại đường nó liên quan đến insulin tăng tiết, liên quan đến axit béo và bên cạnh đó liên quan đến tăng đường máu. Thì đây là cái bệnh cơ tim đại đường có ngay từ cái giai đoạn của tiền đại đường. Và một cái hiện nay có một vấn đề mà mọi người đang trôi tranh luận như vậy, cái tài liệu này người ta nói là vấn đề hệ thống mạch máu của người đại đường như thế nào. Thì người ta thấy là bên cạnh những cái vấn đề mạch máu lớn thì có mạch máu nhỏ. Thì người ta thấy ở những người béo phì thì có tình trạng bị tái tưới máu bị giảm đi. Và trong cái hiện tượng này chúng ta sẽ có một hiện tượng rất quan trọng, đó là gì? Đó là sự thưa mạch máu, thứ hai là rối loạn các vi mạch, và thứ ba là vận chuyển insulin tới các tế bào nó bị hạn chế, do đó làm cho bệnh nhân bị tăng đường máu. Mà thực tế chúng ta tưởng là kháng insulin nhưng trong thực tế insulin không được đưa vào tế bào. Đây là một cơ chế mới nhất để giải thích cái vấn đề biến chứng của mạch máu và tăng đường máu ở trong tiền đại đường. Chính vì vậy chúng ta thấy những người tiền đại đường thì mắc các tỷ lệ bệnh lý về thần kinh, về mạch máu, bệnh lý thần mạng chúng ta biết. Một vấn đề hiện nay thì người ta thấy là vẫn làm tăng cái nguy cơ bệnh tim mạch. Như vậy chúng ta nhận thấy có rất nhiều bệnh nhân tiền đại đường là bị nhồi máu cơ tim. Và cái nghiên cứu chúng tôi cách đây khoảng cũng khá lâu, như vậy chúng ta thể thấy là phi đại thất tái của rối chất thông thường đã xảy ra từ giai đoạn tiền đại đường. Một điều quan trọng nhất là người ta thấy cái tỷ lệ tăng áp, đó là tỷ lệ rối loạn lipid máu của tiền đại đường một ngày càng lúc càng tăng. Một cái quan trọng nhất mà chúng ta hiện nay chúng ta chưa quan tâm đó là bệnh não đái đường. Bệnh não đái đường là một cái tình trạng mà tổn thương não ngay từ giai đoạn tiền đại đường. Và nó liên quan đến gì? Nó liên quan đến cái tình trạng cường insulin.
nó liên quan đến tình trạng axit béo và làm cho đến tuổi vào não của chúng ta bị ung thư. Như vậy chúng ta thấy tiền đại đường bây giờ có thêm một cái biến chứng nữa, đó là não ăn được sự tích insulinopathy. Và đây là cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. Một vấn đề nữa là lời can thiệp, thì như vậy người ta thấy là can thiệp thì có hiệu quả để giảm cái đường máu, hoặc là can thiệp thay đổi lối sống giảm, là nghiên cứu sử dụng thuốc người ta thấy giảm các tỷ lệ, là chống béo phì giảm, là giảm các biến chứng vi mạch, giảm các biến chứng mạch lớn, là và người ta thấy nếu can thiệp thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả. Và người ta nhìn trên ba sơ đồ này, chúng ta thấy ngắn can thiệp ngay từ đầu, thì như vậy chúng ta thấy là sự giảm sự tiến triển, giảm sự biến chứng, đây là những cái điều mà cái đặt ra. Vấn đề điều trị như thế nào? Thì như vậy hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới đưa tiền đại đường trở thành bệnh. Cái điều quan trọng nhất là như vậy, bảo hiểm y tế hiện nay phải chấp nhận cho chúng ta là phải được điều trị người tiền đại đường. Cái thứ hai là đưa đường máu trở về bình thường, ngăn cản biến chứng. Ở đây chúng ta thấy gì? Vấn đề can thiệp lối sống và can thiệp bằng thuốc. Như vậy người ta thấy can thiệp lối sống rất có hiệu quả, có hiệu quả vô cùng. Và điều gì xảy ra? Nhưng sau đó sẽ bị thất bại, là vì can thiệp một sau thời gian thường thường sau 5 năm ít khi bắt đầu hiệu quả sẽ kém đi. Chính vì vậy người ta bắt đầu đòi hỏi vấn đề sử dụng thuốc, vấn đề sử dụng thuốc. Đây chúng ta thấy là sau nghiên cứu một thời gian như vậy, sau 5 năm thì hầu như là can thiệp không hiệu quả. Một vấn đề nữa là hiện nay cái thuốc người ta đưa ra, chúng ta có đến 7 loại thuốc để sử điều trị tiền đại đường, nhưng mà loại nào? Ở đây là vấn đề quan trọng. Thứ nhất là chúng ta thấy với metformin, acarbose, thì những loại thuốc này đã có hiệu quả, nhưng mà nhìn về lâu dài thì như vậy chúng ta thấy những cái tác dụng phụ của loại thuốc và sự tốn kém của loại thuốc. Như vậy chúng ta điều trị tiền đại đường trong 10 năm với sự tốn kém về tác dụng phụ thì chúng ta chọn cái loại nào? Và chính vì vậy một trong những loại thuốc mà tất cả các nghiên cứu trên thế giới người ta đề xuất đó là dùng metformin. Và thông qua các nghiên cứu thì người ta thấy là cái metformin là một trong những loại thuốc và trong đó được ADA nó đưa vào trong cái điều trị tiền đại đường. Nhưng mà cái tiêu chí nó có khác với bộ y tế chúng ta. Thì chúng ta qua vấn đề này chúng ta trở lại bộ y tế chúng ta sau này. Và đây tất cả chúng ta thấy cái metformin là bắt đầu đưa vào. Vì sao như thế? Vì chúng ta hồi nãy tôi nói cái cơ chế bệnh sinh của tiền đại đường là gì? Nó đề kháng insulin, nó làm rối loạn lipid máu, nó tăng đường máu, có rất nhiều thứ, amylocytin vân vân. Thì chính cái thuốc metformin là cái thuốc nó đánh vào rất nhiều khâu, đánh vào rất nhiều khâu của cái cơ chế bệnh sinh. Ở đây chúng ta nhận thấy là nó liên quan đến tình trạng kháng insulin. Thứ hai nữa là nó giảm đường máu được ăn và giảm đường máu sang. Ở đây là cái điều quan trọng, tức là chúng ta vừa đánh được rê công mà chúng ta vừa đánh được rê hành. Một vấn đề quan trọng nữa là cái dual, tức là một cái ông môn incretin. Như vậy người ta thấy trong giai đoạn tiền đại đường thì cái ông môn này là giảm, thì chính cái metformin nó làm tăng cái hiệu quả này. Và một cái điều quan trọng nhất nữa là chúng ta thấy là cái vai trò hiện nay tế bào niêm mạc ruột chúng ta bị lãng quên. Chính tế bào niêm mạc ruột này là một cái những nguyên nhân gây cái đại tháo đường, là gây tình trạng đề kháng insulin. Vì khi tế bào niêm mạc ruột bị tổn thương sẽ làm gia tăng các cái yếu tố viêm và làm cho tình trạng đề kháng insulin. Thì chính vì vậy metformin sẽ có hiệu quả trong vấn đề này. Và một cái nữa thì như vậy là đại tháo đường thai kỳ. Thì như vậy khi sử dụng cái này thì giảm được cái tỷ lệ cái đại tháo đường thai kỳ tiến triển thành cái đại tháo đường. Và chính vì vậy cái metformin là có nhiều cái cơ chế để bảo vệ về tim mạch. Đây. Đặc biệt là giảm huyết áp, là giảm về lipid máu, và tức là hạ đường máu mà nhưng không gây biến chứng hạ đường máu. Giảm đường máu nhưng không gây hạ đường máu, như vậy là tính an toàn. Và có thêm một tác dụng là giảm cân. Và chính vì vậy cái hướng dẫn của tiền đại đường của Bộ Y tế Việt Nam là như thế nào? Ở đây thì có giáo sư Trần Hữu Giang là người vừa tham gia trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì như vậy tôi xin là trích dẫn cái như thế này, tức là Bộ Y tế như vậy đưa chúng ta vào R7 73.0. Như vậy cái thứ hai nữa là gì, tức là nên tầm soát. Như vậy chúng ta thấy là tầm soát ở đây, như vậy là ở đây chúng ta thấy là béo phì của chúng ta là 23, thay vì ở các nước họ rất là cao, chúng ta chỉ có 23 thì chúng ta tầm soát. Còn những vấn đề
khác thì chúng ta không nói. Và như vậy là những người được sử dụng đó là những baby trên 25, người dưới 60 tuổi, người có tiền sử đái tương tác kỳ và người có rối loạn đường máu lúc đói và sang nghiệp phải lúc nào đi cô, và một số người có những yếu tố nguy cơ. Còn lại thì như vậy tiền đái tháo đường là được Tổ chức Thế giới cũng như Bộ Y tế chúng ta đã công nhận lên một bệnh đang có khuynh hướng gia tăng với tỷ lệ mắc bệnh gấp đôi so với đái tháo đường. Biến chứng tim mạch cũng là đã hình thành ngay từ giai đoạn tiền đái đường, can thiệp với sống chưa đủ đòi hỏi về lâu dài thì kết hợp thuốc để làm hạn chế tiến triển thành đái đường và ngăn ngừa biến tim mạch. Và metformin là một loại thuốc đã được chứng cứ trong điều trị tiền đái đường hiệp hội trong và ngoài được khuyến cáo. Ở đây thì chúng ta cần một điều nhấn mạnh đối với nội khoa chúng ta, đó là cần phổ biến phương tiện truyền thông và có nhiều chương trình sàng lọc tiền đái đường trong toàn dân, nhất là đối tượng có nguy cơ và ngay trẻ em, bắt đầu từ 10 tuổi trở lên. Và xin chân thành cảm ơn quý vị.